Thưa quý vị và các bạn, sáng nay xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Hữu Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Ninh Bình. Cùng dự có lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, lãnh đạo thành phố Ninh Bình cùng đông đảo con em quê hương. Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và phần thưởng 1 tỷ đồng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ninh Phúc. Nhiều tập thể cá nhân đã được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, giấy khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Ninh Bình vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hữu Quý, Bí thư Thành ủy Ninh Bình ghi nhận sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương và toàn thể nhân dân trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhất là trong việc làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa thôn, xóm, việc cải tạo, nâng cấp các trường học trên địa bàn. Trong sản xuất nông nghiệp, địa phương đã đầu tư xây dựng kênh mương, thủy lợi nội đồng, qua đó tạo thuận lợi cho nhân dân phát triển sản xuất. Riêng đối với sản xuất rau màu, trồng hoa, cây cảnh, trung bình đạt trên 300 triệu đồng một hecta, thu nhập người dân ngày càng tăng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Ninh Phúc đã trở thành xã đầu tiên của thành phố được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là niềm vinh dự, niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nói chung và của xã Ninh Phúc nói riêng. Để xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, đồng chí đề nghị Ninh Phúc cần phát huy thế mạnh của địa phương, tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong sản xuất nông nghiệp, tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp nông dân, nông thôn, phát triển hài hòa giữa nông thôn và thành thị, gắn kết chặt chẽ giữa công nghiệp dịch vụ với nông nghiệp, giữa phát triển nông thôn bền vững với quá trình đô thị hóa, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kép của thành phố, vừa hoàn thành xây dựng nông thôn mới, đồng thời xây dựng 3 xã trở thành phường. Ngay sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, Ninh Phúc đã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và động viên nhân dân duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, tổng nguồn lực huy động xây dựng chương trình là trên 241 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp là trên 93 tỷ đồng. Các tuyến đường giao thông nông thôn được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, có vỉa hè và rãnh thoát nước. Các khu dân cư chỉnh trang tường rào, cổng ngõ, nhà cửa, xây dựng các mô hình nhà sạch, vườn đẹp. 100% thôn xóm có điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao cộng đồng đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao của nhân dân. Các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thực hiện tốt các dịch vụ đầu vào và đầu ra cho các thành viên. Hoa cúc vàng được công nhận là sản phẩm OCOP xếp hạng 3 sao năm 2021. Nhiều mô hình áp dụng công nghệ cao trong nhà lưới cho giá trị thu nhập từ 1,4 đến 1,5 tỷ đồng một hecta một năm. Nếu như năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 40 triệu đồng một người một năm, thì đến nay đạt 57,5 triệu đồng một người một năm, diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét. Cuối năm 2021, Ninh Phúc đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Người dân vui mừng, phấn khởi, hài lòng với chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.